Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục thời sự. Chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. MC Phan Anh bất ngờ rao bán xế gian Lexus gần 3 tỷ rưỡi, khẳng định không lấy tiền từ thiện. Cuối năm 2016, Phan Anh đã trở thành MC quốc dân sau khi đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, được một số tiền lên tới 24 tỷ đồng. Với số tiền khổng lồ, nam MC phải chịu không ít nghi ngờ và áp lực từ những lời dị nghị xung quanh việc cứu trợ từ thiện và cách sử dụng số tiền công chúng quyên góp. Thời điểm đó, đã có không ít lời đồn đoán về việc MC Phan Anh dùng từ thiện để sắm nhà lầu xe hơi, đặc biệt là chiếc xe san Lexus được anh sắm. Gần với khoảng thời gian ấy, được biết xe của nam MC có giá hơn 3,3 tỷ đồng. Mới đây, MC Phan Anh bất ngờ ra bán xế hộp ồn ào ấy để đổi sang xe 7 chỗ, phù hợp với nhu cầu đi lại của gia đình. Bên cạnh đó, anh không quên nhắc lại câu chuyện chiếc xe được đăng ký từ tháng 4 2016, trong khi việc kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung là vào tháng 10, để chứng minh nó không hề liên quan đến số tiền mọi người đóng góp. Gia đình mình giờ phải 7 chỗ mới thoải mái, nên tạm biệt người em này thôi. Anh em ai có nhu cầu thì nhắn tới nhé. Biển đẹp, xe chính hãng luôn, nên bảo dưỡng định kỳ đầy đủ. Hôm nay mình đăng ký xe từ tháng 4 2016, không biết mấy bạn bè chuyện mình lấy tiền từ thiện mua xe nghĩ gì. Chuyện kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung là vào tháng 10 năm 2016 nhé. Cầu mong các bạn hóa giải được khẩu nghiệp, nam MC đã đăng đàn lên Facebook.